thì mình cùng xem nha. Rồi mời các con xuống phía dưới nha. Nha nha. Nha. Đúng rồi, mạnh lên. Không được rung tay, không được rung tay. Thưa quý vị, với thử thách lần này chúng tôi sẽ kiểm tra xem độ dẻo dai và bình thường ở nhà anh sẽ khéo léo như thế nào ạ. Có vẻ như việc này không làm khó được dancer đúng không ạ? Mặc cái quần thôi mà ông quay ngang, quay dọc, quay ngang, quay ngửa như thế nào quý vị, khổ ghê chưa? Yeah, không được dùng tay, không được dùng tay. Bà Hương, bà chịu chơi đến mức mà bà bắt luôn cả cái dây thun quần nhà người ta ra luôn quý vị. Yeah, lên nào, cố lên, cố lên, cố lên. Sạc chân rộng ra chị ơi, sạc chân rộng ra. Trời ơi, ông này ông đi vô trong màn hình LED của người ta luôn. Đi ra đây, đi ra đây chứ coi đổ cái màn hình LED không có tiền đền đâu má. Sâu tiếp đi sâu nhiều tiền mà không đủ tiền đền cái màn hình LED của ta đâu. Mời các con chúng ta sẽ xuống phía dưới nào. Ai để cho các cô các chú ở dưới coi đi nha. Rồi bây giờ em mời anh Minh qua đây nè. Em mời anh Minh qua đây. Rồi. Anh sạc rộng nhất có thể nào. Yeah. Sạc thì lạ kỳ người ta. Thấy cái thế này không phải cái thế nào ấy. Nhìn cái thế này nó không quen thế nào ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà cái quần mà nó quằn quại như bà Hương quý vị. Bà sạc ngang sạc dọc luôn. Lại còn mặc quần trắng nữa chứ. Ok, rồi cảm ơn ban tổ chức đã mở nhạc stop nhạc giúp em với. Ok rồi, xin mời các anh chị chúng ta sẽ lại đứng thành hàng của mình đi ạ. Khoan, bây giờ thế này thưa quý vị, mời các con lùi xuống phía dưới được không nhỉ? Mời các con lùi xuống phía dưới nha. Ôi chứ sao ông này lên đến đây rồi. Ôi, các con ơi, mời các con lùi xuống phía dưới một xíu để cô nhờ các cô chú chấm điểm nha. Người ta nói đúng đó quý vị, người Việt Nam của chúng ta là những cái gì mà tốt đẹp đó là người ta sẽ phô ra ánh sáng. Còn những cái thứ mà mình ngại ngùng thì mình sẽ đi vào bóng tối. Nói đến trò mặc quần một cái là cái ông này ông ấy xíu nó xô đẩy cái màn hình LED của chúng em luôn. Còn mấy cái bà này mặc quần chưa bao giờ thấy kiểu mặc quần mà nó quằn quại như thế quý vị. Nhất là bà Hương này, bà mặc quần trắng quý vị. Đây là một sự hy sinh về nghệ thuật rất là lớn. Thì chúng tôi sẽ một lát nữa thì sẽ tặng riêng cho Hương một món quà. Đó là một chiếc ốp điện thoại cực kỳ thông minh. Thì một lát nữa mình sẽ dành tặng đến riêng món quà này cho bạn nha. Và bây giờ xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng đứng lên phía trên này ạ. Đứng lên phía ánh sáng, bây giờ mình mặc quần xong rồi mình đứng ánh sáng nha. Bây giờ, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi thấy là bây giờ chúng tôi sẽ vì là mặc cái quần lên sẽ rất là khó khăn đối với các chị ở đây. Tại vì cái kinh nghiệm nó còn chưa có nhiều đúng không ạ? Năm nay tôi 30 tuổi mà chưa thấy cái trường hợp nào mặc quần mà chưa kéo được hết lên như thế này quý vị. Quý vị thấy cái quần mặc quần kiểu này, thấy kiểu này bao giờ chưa ạ? Sao cứ nắm ngoài. Còn cái bà này nữa, bà mặc quần mà bà mặc vô cả bên trong luôn quý vị. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy trường hợp này, nhưng trường hợp này thì có rồi quý vị. Mặc quần tới đây là xong, mặc cái áo kéo xuống, quá đỉnh luôn. Đẳng cấp thưa quý vị, cái này gọi là đẳng cấp, có khi thành model 2021 cũng nên. Cảm ơn Tài nha. Còn cậu thì chắc chắn là có quà rồi, chúc mừng Hương nhá. Rồi còn chị thì sao ạ? Em xem nào, cậu quay đây cái quần này vừa không chị? À do là vòng 3 mình to quá nên là không thể lên được ạ. À nếu mà mặc quần vải thì lên rồi đúng không ạ? Một lát nữa mình thử lại nha. Xíu nữa mình thử lại nha. Thưa quý vị, và ngày hôm nay 5 người chơi trên sân khấu của chúng tôi đều xứng đáng nhận được những món quà đến từ ban tổ chức đúng không ạ? Và quý vị, chúng ta có đồng ý rằng ngày hôm nay giải thưởng của chúng tôi sẽ dành luôn cho 5 người đúng không ạ? Đồng ý không ạ? Hãy cùng một tràng pháo tay lớn nữa đúng không ạ? Sao bên này không thấy, một bên này mỏi chân hay sao mà không thấy vỗ tay thế ạ? Quý vị bên cánh trái của Mến Lên có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho 5 người chơi đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, và món quà của chúng tôi 5 chiếc quần sẽ dành tặng đến cho 5 anh, 5 chị trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay như những món quà lưu niệm của ban tổ chức. Và những món quà đặc biệt sẽ được tặng vào đêm 31 tháng 12. Còn riêng Hương, hãy mời các chị sẽ về vị trí của mình và một lát nữa ghi lại tên, số điện thoại cho ban tổ chức chúng tôi nha.
Em cảm ơn anh chị rất nhiều, mời anh chị ở ghi lại số điện thoại giúp em nha, để ban tổ chức chúng tôi sẽ liên lạc và trao thưởng vào đêm 31. Còn riêng Hương sẽ như lời hứa sẽ dành tặng đến cho Hương một chiếc ốp điện thoại. Ốp điện thoại này là chống nước và cũng sẽ giúp giảm sốc luôn nha. Cái này đợi xíu đi vô lấy nha.